Hôm nay mình và Vidac sẽ chọn những trái quỷ ngẫu nhiên và đoán tên của nó. Và nếu như tụi mình đoán đúng thì có thể chọn một trong ba trái quỷ mà tụi mình muốn. Nhưng mà khi đoán sai thì đối thủ sẽ chọn trái quỷ cho các bạn. Và ai là người đầu tiên giành được 5 trận thắng sẽ trở thành quán quân của video ngày hôm nay. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn toàn với 4.145 cái phần bình luận nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Bắt đầu nha. Hôm nay là mình không nhường Vidac đâu nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đánh cho nó ra bả luôn. Rồi, giờ bắt đầu cuộc thi chụp trái quỷ nha các bạn. Rồi, random trái đầu tiên. Ôi, trái thứ hai, trái thứ ba. Ui, ba trái quỷ của em chỉ có một trái là xịn thôi nha. Sao em random ra toàn trái xịn của vậy? Anh đứng chỗ đây. Ok, và bây giờ sẽ vô vấn đề chính nha các bạn. Mình sẽ đoán trái quỷ của Vidac là gì. Năm từ hả? Quá đơn giản luôn. Chữ A. Bro, sai rồi. Chữ gì ta? Trái lầy. What? Không phải hả? Trái gì nguy hiểm với ta? Trái... Ôi! Rồi, biết rồi các bạn ơi. Chữ B. Quay, quay, quay. Các bạn ơi, mình chỉ còn hai lượt chọn nữa thôi. Ui! Đúng được một cái nữa các bạn ơi. À! Bro! Yeah! Con người que của mình đang cảm thấy rất hạnh phúc nha. Đâu, trái quỷ đó là gì vậy? Ui! Ba trái quỷ của mình là những trái siêu xịn luôn. Thì do là mình đoán đúng rồi nên là mình có thể chọn một trong ba trái này. Và đương nhiên rồi, mình sẽ chọn trái Kitsune. Ok, giờ em phải đoán cái trái quỷ mà anh nghĩ trong này hả? Đúng rồi, đoán đi. Năm từ đó nha. Sẽ thích trái Shadow này, sẽ đoán chữ S đầu tiên đi. Sai! Ây da, trái gì bây giờ ta? Không, mình tin Vidac, mình sẽ đoán chữ V. Ừ, mình có trái là chữ V ta. Chữ Venom. Rồi, 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 rồi. Rồi, hay ta. Chỉ là chỉ có leo mát thôi. Rồi, đoán được hai chữ này là mình biết trái nào các bạn ơi. Trái gì? Trái ánh sáng. Hay vậy. Chọn trái quỷ của em đi. Trời. Anh nghĩ là em nên chọn trái lai luôn á, chứ hai trái còn lại thì hơi kệ. Trái đang cầm trên tay anh kìa, em chọn cái trái đó đó. Cục cất. Chọn trái lai. Ok, rồi bây giờ thì let's go. Ok, thì đối với trận đấu đầu tiên đó chính là trận đấu mình sẽ sử dụng trái Kitsune. Trong khi đó thì Vidac sẽ sử dụng trái lai của nó nha các bạn. Khá là lỏ ha. Thì các bạn cũng đã biết ai thắng rồi đó chứ gì. Ê, giờ chưa đếm hả? Ủa, em đếm trong miệng nãy giờ á. Ê, mày Bước vô bá vô này mày nốt. Bá vô này mày nốt. Kỹ năng mà. Mày đếm. Mày đừng có bắn xong rồi chạy, đừng có chơi cái kiểu đó. Anh thích chơi kiểu đó. Nửa cây máu rồi. Đau rồi. Đau. Em làm anh bực rồi đó Phúc. Trời ơi, quay. Anh bực rồi đó Phúc. 11 cây máu. Bye bye. Chỉ có một. Bye bye. Ôi, 4.000 gô bất đánh với trái lai của bắp này sao nó lợi các bạn. Ôi, chứ cái xu này không quan trọng đâu Phúc ơi, mà là do kỹ năng của anh. Ok, và đến với ván đấu thứ hai. Bây giờ mình sẽ random trước nha các bạn. Trái đầu tiên của em đó chính là mạnh đó nha. Đã ha. Ui, thì thông báo cho em trước luôn, đó chính là một trái siêu mạnh và một trái siêu lỏ. Lần này em có được đón trước không? Em muốn đón trước hả? Ok, bắt đầu đón nha. Rồi, chơi đi. Không nghĩ chữ đầu thật sự rất là khó luôn các bạn. Kitsune. Ma, chữ ma mút. Blizzard. Tự đối với mình thì mấy cái này rất là dễ thôi. Ka. Hình như là ka. Ka. Hay. Anh phải gửi nhỏ nhỏ cho em trái này xịn hay cùi thôi được không? Cùi, siêu cùi luôn. Vậy thôi biết luôn rồi. Má, ôi đúng này. Rồi nè, ôi vui quá. Thằng này nó dụ mình gợi ý các bạn ơi. Má. Thì đây là ba trái quỷ của em nha. Trời ơi, cho Mochi nó rất là xịn. Nhưng mà em chưa hức tỉnh với hai. Hôm nay trái cát đi. Okay. Chắc chắn chưa, Mochi V1 là cũng mạnh lắm á nha. Em hình như Mochi V1 em chưa kẹt battery nữa hay sao. Ok, thì bây giờ sẽ đến lượt mình đón với bạn. Chữ của Vidac nó tới tận 6 từ luôn. Ủa, y chang cái của anh vậy. À, vậy là cái này là gốc két. Ôi, cũng là chữ R hả? Bấm gốc két đi, không chừng dính gốc két cái ra được hai trái xịn. Tới hai trái xịn nên đợi anh lên là... Cái này cũng khá dễ thôi nha các bạn. Một chữ thôi mình đã biết chế nào rồi. Đó chính là trái leo bát. Ủa, quay. Rồi, anh đón là chữ S đi. Chữ B. Chữ B. What the fuck. Lần này nó hay với vậy ta. Ôi, biết ngay mà. Ba trái quỷ đó gì vậy? Rồi, đơn nhiên rồi. Ông chùm BBB mấy các bạn. Mình sẽ lấy trái ai quay. Ôi, được rồi, chọn trái spirit của anh đi. Rồi, em sẵn sàng chưa? Ấy, sao trái spirit của anh nó mọc đuôi luôn nè, là gì vậy? U, 8 đuôi luôn. Wow, anh là Naruto. Cú vĩ, sao mình đánh lại thằng này trời. Đâu, đứng yên, nhìn đối mặt nhau rồi chào nhau trước khi đánh nó mới. Thôi mày chơi điếm chứ. Đi đó, má, vô luôn nè. Mày,
Ôi ghê vậy, ghê vậy. Chơi đỏ trước rồi nè. Đúng rồi nè. Thì nói trước cái Spirit này mình cũng không có tự tin để chơi lắm nha các bạn. Bởi vì thật sự mình chơi cái này khá là gà. Nhưng mà với Vidắc thì một hit là gục các bạn ơi. Ui. Anh ảo gì ta. Mặt trời, tới nè cu. Trái rồi, trái rồi. Trái như Free Fire. Trái như Free Fire. Dạ. Mày chết. Bữa nay xui quá, toàn trúng mấy trái cùi cùi không à. Thì tại em sử dụng trái cùi thôi, nếu mà trận đấu tiếp theo em được dụng một trái kỹ năng của em chắc chắn em sẽ hùa. Và đương nhiên để bắt đầu trận đấu thì mình sẽ ơi, chụp được trái quỷ đầu tiên rồi. Làm ơn trái thứ hai sẽ là trái cực kỳ cùi bắp đi. Wait what? Ây da, trận này mong là bị đắt chọn sai nha các bạn. No way bro. Ok, vậy em chỉ cần bấm đại thôi. Ta lấy chữ A đi, hay chữ H đi, chữ H lúc nào mình thấy. Lại sai nữa. Chết rồi. Yeah. À. Ôi rồi, em đó rồi, em đó rồi, em đó. Cái vậy? Kitsune. Tự nhiên nhận ra hả? Thức tỉnh hả? Thức tỉnh năng lực hả? Đâu, đâu, chào cho gì người chiến thắng đi. Khó ha, khó ha. Thằng này nãy nó chọn với Kitsune rồi, mình ghét lắm bạn. Nên mình sẽ chọn trái sao nha bạn. Ôi, hay luôn hả? Ok, và tiếp theo sẽ đến lượt mình đón nha. Rồi, chính lai. Thôi, bây giờ mình sẽ chọn đại cho nó ra chữ đầu. Rồi sau đó chúng ta sẽ đón nha các bạn. Chữ A, chữ G thì sao? Chữ E, có một chữ E. Thôi, chữ cuối cùng mình on in vô chữ A. Ui, hay vậy. À, chữ cuối cùng anh chính là chữ S. Trái smoke đúng không? Ui, anh thiệt xém nữa là mình chọn cho nó trái khác rồi. Nè, em muốn trả thù anh hả? Thôi rồi, anh sẽ chọn trái sen đi. Thì trận đấu này đã bị lật ngược tình thế. Bởi vì mình đã xài trái sen, trong khi đó anh Phúc nó xài trái sao. Ok, thì bây giờ tạm biệt trái spirit. Và xin chào trái sen. Rồi, em lấy trái quỷ mà em tự hào đi. Má tức nộ nữa kìa. Mày tiếp đất đi, mày hạ xuống đất đi. Mày hạ xuống đất đi. À, mày ngắm chuẩn như ta. Khó chịu các bạn ơi, trái con Phúc nó chạy nhanh quá. Mày khùng. Khùng rồi Phúc ơi, em khùng rồi Phúc ơi. Thằng biết cách counter trái đó rồi. Sao rồi, counter sao chị em. Vậy nè, vậy nè. Em chạy giùm anh cái Phúc ơi. Anh có chắc ở em chạy giùm anh cái Phúc ơi. Mình thôi các bạn ơi. Thôi các bạn ơi, vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Trái sen không thể nào mạnh hơn trái sao được. Mình mong là lần này Vidắc sẽ không ra trái gì đó quá bá đạo. Uầy, ok ok. Trái này thì cũng gọi là tạm được đi. Trái tiếp theo sẽ là thì lần này Vidắc sẽ có hai trái siêu cù bắp. Và một trái phải gọi là trái tủ của Vidắc luôn. Mong là nó sẽ không đón được trái lần này nha. Để em đón nha. Mà heo mà gỉ lên trái tủ của mình thì cũng phải trái shadow hả? Mấy trái Mochi luôn. Rồi xong, 3 lượt nữa, 2 lượt nữa, 1 lượt nữa. Quầy, quầy. No. Không phải chứ đó đâu, Phúc. Không phải đâu, đừng. Control Shadow. Shadow. Ai, Control, em nhảy cái Control rồi, không được. Ai, bây giờ sẽ đến lượt của mình nha. Ê, cái gì mà nhiều chữ quá vậy? Mấy cái nhiều chữ này mình không thích các bạn. Ê, có khi nào chắc Control luôn không? Hình như là trái L. Eo leo. Bờ. Ác bát. Đúng không ta? Sao kỳ vậy ta? Trái Shadow mà đấu với trái leo bát thì hơi toan đó nha. Thì trận chiến tiếp theo tụi mình sẽ sử dụng trái leo bát và trái Shadow để PvP với nhau nha. Đây rồi các bạn ơi, đến lúc sở hữu sức mạnh tối thượng của mình rồi. Trái leo bát. Khoan, có thể nào giờ trận đấu này sang ban đêm được không? À hiểu rồi, trái Shadow này lúc này nó không tăng hết max sức mạnh đúng không? Bắt đầu đi. Rồi sẵn sàng. Bum. Né đi, mày né đi. Shadow, ui ghê hả? Mày đòi ăn anh. Ôi các bạn ơi, Vidắc trận này căng quá, mình phải sử dụng tới sức mạnh tối thượng của mình thôi. Body flicker. Ngón tay. Cú đá xoay. Dạ, yeah, mạnh vậy, cú đá sấm sét. Mày chạy ra các bạn ơi, chạy ra các bạn ơi. Nó xài chứ đó thì mình chỉ cần việc chạy ra thôi. Và bây giờ vô lại nè. Đánh là phải như vậy Phúc ơi. Đánh là phải như vậy Phúc ơi. Anh không có cooldown skill hả dạ? Anh hacker lỏ mà. Bữa nay không phải chơi đêm, em không đánh lại. Không phải chơi đêm nên em không đánh lại hả? Không có chơi đêm nên em đánh không lại mà. Nè anh coi nè, bao đầy em có nhiều này à, nổ được có to như ban đêm được. Em thiếu ăn lắm hả? Nhưng mà không sao, bây giờ mới là trận chiến quyết định nè. Rồi xong. Rồi đón đi, vậy này khó đó nha. Năm chữ gì đó cũng dễ thôi. G H O S T. Chúc mừng em đã là người chiến thắng.
What the fuck? Gì ta? Còn tới 4 lượt đồng hồ phốt, chọn đại đi. Nhưng mà chọn đại nó mới ra chứ. Hai lần, quất luôn, chơi. Chơi gì mà có chữ quờ các bạn. Well, well, well. Ôi hay vậy. Quá đơn giản luôn. Thôi, qua đây coi ba trái này đi. Cũng nói chung là cũng xịn á. Gì à, có xịn mà. Ok, chọn trái A đúng không? Có 6 từ các bạn, những từ có 6 từ là gì? Mình sẽ chọn thử từ trái khá xịn đó nha, trái xịn á. Trái xịn đúng không? Ây da. Ây da. Chọn đại đi, còn nhiều từ mà. Hai chữ R. Garen. Garen. Hai chữ B. Chắc không phải là trái rube đâu nhỉ? Ghê vậy ta. Thôi, nhưng mà lần này anh sẽ chọn trái Sado các bạn. Để anh cho em biết ai mới là ông chùm Sado. Ê. Anh đâu rồi? Gì vậy, gì vậy? Anh nè, anh nè. Mày đâu, mày đi farm với anh đó. Rồi mày nổi chắc tao chết luôn á. Đâu phải. Không phải như em nghĩ đâu. Mày để em đánh anh lại. Fuck you. Không, không, sẵn sàng chưa? Ôi, à, em đếm quá à. Mày đếm. Anh mới đếm. Em là đếm vừa vừa thôi, anh là đếm muối. Nè nè, chưa bê nè, chưa bê nè, chưa bê nè Phúc. Sẽ chưa bê đó. Anh sẽ chưa bê đó, né đi. À. Rồi 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 rồi, áp sát. Và sai chiêu về bu đông địch thôi. Ủa trời, khó chịu chưa, khó chịu chưa? Tới nào mày, anh tới nào mày nè, đóng băng ở đây. Ui ui nè, đóng băng nè, đóng băng nè. Ơi ơi, đóng băng thiệt hả? Kén chích các bạn ơi, mày khó chịu hả mày? Ui 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 ui, mày khó chịu. Và sau đó là sử dụng chiêu ép để tiếp cận đó. Rồi rồi, cây kìa, cây kìa. Ai ai đâu vậy? Ai ai làm gì vậy? Mình rồ với các bạn ơi, mình rồ với các bạn ơi, trận này mình thắng rồi. Là mày mắc cười dữ vậy đó. Rồi, cây, cây. Cây gì? Giải đi. Mày 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 chạy, mày chạy. Dạ. Ôi mày chán chán, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi. Ờ cái chiêu lộn. Ăn gian, ăn gian. Này thì ăn gian. Ôi đâu cần xài chiêu gì nhiều các bạn vậy nè. Đó 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 đó. Vậy không được các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận chiến tiếp theo. Khá có thể là trận chiến cuối cùng của các bạn. Nếu như mình là người chiến thắng. Trái đầu tiên của em đó chính là một trái nghiêng về màu tím. Trái thứ hai cũng là một trái nghiêng về màu tím. Trái thứ ba. Nè. No way. Em sẵn sàng đón ba trái này chưa? Rồi, anh do chữ là em đón liền đó. Ok, thì lần này Vidac phải đón 4 chữ nha các bạn. Hơi khó đó, càng ít chữ á nó mới càng khó. Anh nghĩ là trong game này có trái gì 4 chữ? Trong game này chỉ có một trái 4 chữ thôi. Cái gì? Trái xanh. Ôi, thiệt á, em nguy hiểm thiệt Phúc. Em nguy hiểm thiệt luôn á, anh đánh giá là em nguy hiểm thiệt luôn á nha. Những người nguy hiểm chứ kinh khủng. Ê, má em gần chữ tưởng là trái xanh thiệt á là anh. À, đời ơi. Đê Đê Masia. Bấm lù phố. Cái đất, cái đất, cái đất. Trời ơi, mày suy nghĩ nữa chứ. Coi ba trái ác mộng ra rồi nha. Ây da, ây da, gì vậy? Chơi thì biết, chơi thì biết. Và trái tiếp theo của mình cũng chính là trái 4 chữ luôn nha các bạn. Ờ, trái đất. Ờ, không lẽ giờ là trái sen hả ta? Chẳng lẽ chẳng lẽ trái sen nữa không có nội, anh nghĩ em khờ vậy hả? Không lẽ là trái sen. Hen, hôn, hin, ha, bro. Kiểu em ơi, tưởng phải hấp thức lắm chứ. Ê, nói chung thì cũng cảm ơn Vidac nha các bạn. Mình sẽ chọn trái màu chì. Bye bye. Ờ, em chính là cao thủ sẽ biết. Các bạn coi cao thủ chi game nè các bạn. Vô. Mày chạy. Kệ các bạn coi nó chi game các bạn. Là sao nữa? Chi game gì á? Phúc bài, phúc bài. Trời ơi, trời, bài không kịp, không có nổi. Chạy. Mày chạy đi đâu? Trái màu chi là trái tủ của anh đó. Trời ơi, coi xài chiêu kìa. One Punch Man. Và cuối cùng đó chính là combo kết liễu Vidac. Ôi hên vậy, hên vậy. Nhưng mà thôi, dù sao thì tới đây thì cũng vui vẻ hả Phúc? Tới đây thì cũng hay rồi đó Phúc ơi. Tạm biệt nha. Combo one shot. Ui hay vậy, pha đâu Vidac nó mới Kenchick đó các bạn. Hay ha, giờ này học được chiêu Kenchick đâu hay ta. À, thằng này nó cứ biết áp sát thôi các bạn ơi. Rồi bắn chiêu V nè, bắn chiêu V nè. Chạy đi đâu Phúc ơi. Hết rồi, cứu tôi đi hết. Làm gì đi hết. Chạy đi đâu Phúc ơi, chạy. Ui sao còn sống qua đó vậy, sao còn sống qua đó vậy. Kenchick, Kenchick. Kenchick, Kenchick.
Nhưng mà công nhận hôm nay em BB cũng khá hay á Phúc. Khá rồi hả? Ừ, tại hôm nay cá tháng tư á nên anh cho anh thôi chứ em BB như con.